Well, you wanna play with magic? Girl, you should know what you're falling for. Hey, Mẹ. Vô đây nói nè. Vô đây nói nè. Đây, vô đây, vô ngồi ghế đây. Làm cái gì? Trời ơi, bữa nay là con tan tí lại cho mẹ. Thôi, con gái xuống. Rồi, bữa nay là mẹ vô đây, mẹ ngồi đây là để hả? Mấy mẹ mẹ qua mà con cũng nói chung mẹ con tâm sự cô chưa tới thời gian. Thấy da mẹ dạo này nó cũng nhăn nheo chút rồi. Qua đây lạnh hơi khô. Cho mẹ xài thử cái máy rửa mặt này của con rồi. Hả? Ừ. Đó, cái máy rửa mặt này là con rửa nó sạch lắm. Dùng cái máy rửa mặt á. Mẹ thấy con mẹ rửa mặt bằng máy này mẹ cũng kêu chị Ngân. Kêu chị Ngân nói con đặt cho chị Ngân cái. À, em đã ngọc thấy không, mày thấy em đâu có bị đau đâu phải không, mà để em nó sạch cái da mặt đó. Đúng rồi, em đã. Lần đầu tiên 60 năm trời mẹ mới sử dụng sữa rửa cái máy rửa mặt đó ha. Ừ. Rồi bây giờ con trời ơi, cái này là toner nước hoa hồng. Ừ. Là mình cho da mặt mẹ sạch sạch rồi nó lấy sâu bụi bẩn luôn. Mà máy này mày thấy được sạch như sao? Ừ. Mà nó mày này biết sao là Ngọc thấy mẹ Ngọc có hả, nói chung là cũng có cái nhăn đó gì. Nhăn nên là qua đây là con sẽ làm này cho mẹ mỗi ngày. Rồi. Rồi bây giờ con sẽ dùng cái này, đây là cái serum này tên là serum của Foreo đó. Đó, khi mà mình dùng cái máy này thì mình sử dụng luôn cái serum của cái này cho nó hỗ trợ. Đó, là con bôi tiều lên da mặt của mẹ ha. Ừ. Đó, mẹ coi này, cái cô gái này nè. Cái cô gái này ở trong đây, cái điện thoại nè, mọi người thấy không? Cái cô gái này nè, người ta sẽ chỉ đi trang, rồi bắt đầu con sẽ làm theo cái cô gái này, mình cứ nhắm mắt lại đi. Đó, cái con mặt xa như vậy nè, mẹ biết để làm gì không? Cái này á, nó có cái công nghệ gọi là microcurrent. Ừ. Để cho nó có cái truyền điện trong này á, những cái điện mà li ti trong này sẽ giúp cái da mặt của mình á nó căng lên, nó xóa nếp nhăn. Ừ. Đó, cái bắt đầu từ đây đưa lên. Ở trong này có cái máy này, cô này cũng chỉ hết rồi. Dễ lắm. Những cái này đó mày giống như là đi spa vậy đó, nhưng mà mình mua cái máy này mình khỏi đi. Nhà tự mình làm mà mình có thể hỗ trợ được. Đó, mày cứ làm vậy thôi, con làm gì con xóa nhăn cho mẹ luôn. Ừ. Rồi từ đây cái đưa qua. Đó. Cái này mày thấy đâu có bị điện giật đâu không? Có những cái điện li ti chứ mà mẹ thấy đâu có bị điện giật đâu, nhẹ nhàng. Cứ làm từ từ vậy đó. Hai cái lỗ tai này là nó có truyền điện ở trong này đó. Để nó giúp cho ngước, bây giờ mình ngước cái cổ lên một chút. Đó, cho những cái vùng da nào mà bị chảy xệ đồ này kia đó. Này nó giảm liền, mày thấy thoải mái không? Ừ. Cái máy này gọi là máy Latin nè, be giống như con gấu vậy đó. Ừ. Người ta thiết kế đẹp ghê, có hai lỗ tai nhìn giống như là cái mặt của con gấu vậy đó. Xin làm nha. Mình cũng ngày nào cũng làm luôn. Ngày nào cũng làm hết. Giúp. À, mày thấy không? Ừ. Giống y chang như là đi spa nhưng mà mình có tại nhà luôn. Đi spa một lần tốn biết bao nhiêu tiền cho nó. Ừ. Mà cái này là mình phải dùng hàng ngày nhiều lần chứ. Đúng rồi. Đi spa thì lâu lâu mình đi lần. Lần cho đông được, đi được mỗi ngày. Mua cái máy này về em tự làm tiện dụng. Rồi đó. Vậy thôi đó, mày thấy ngắn gọn không? Ừ. Chỉ có như vậy thôi. 3 bước vậy ha. Từ hai cái má ha, lên cái trán ha, cái bước này ha, rồi cái bước từ đây qua đây vậy thôi đó. Làm cái này là giống như cái cơ của mặt của mẹ, mình phải tập thể dục cho nó giống như nguyên cái thân hình của mình thì mình tập thể dục nó mới săn chắc, còn cái máy này nó giúp cho săn chắc da mặt mình giống như mình massage mặt. Dạ thích không? Thích lý ha. Cảm ơn con gái nha. Rồi thôi bây giờ mình thay đồ, cái con dẫn mẹ đi mò ha. Đi không? Chơi đi không? Giờ là cắt móng tay cho ba chơi, xong rồi cắt móng tay cho ngoại, một con ngoại này chơi. Ba nhớ cái này là ngày xưa mà trước khi con đi Mỹ là móng tay ba tròn con cắt không? Từ lúc nhỏ tới lớn là móng tay
cứ chừng nào khi mà con biết cầm là con cắt không á. Từ móng tay tới móng chân là thấy dài là nói ba ngồi xuống con cắt. Còn quái lỗ tai nữa ba sợ là chết luôn. Ủa có quái lỗ tai hả? Đó. Không nhớ. Quái lỗ tai mà. Mẹ ơi. Ba sợ. Đúng rồi, nó kêu cắt móng chân hoài đó kìa. Ba cắt bằng cái này ba không có cái sáng ngán mà cắt cái kè mà kè con lấy hay đấy cái kè cũng cắt cho ba mà ngán. Phải không? Ngồi lên ngồi coi mẹ cắt này. Rồi mà mốt coi con học con cắt cho ba của con. Cắt cho ba con. Ngồi đây. Nói sao chú mà. Ôi ơi con không muốn ngoại vậy hả? Sao? À chứ sao? À cô xin. À con hello mà cô chú đây nè, hello lại đi. Nè, làm lại không có thấy, bước lại đây. Rồi. Và đó, ớn ăn chưa? Ừ. Khi mà con đi Mỹ 9 năm nay là ba tự cắt chứ còn mẹ cắt. Mẹ cắt hả? Đó. Trời đất ơi, mẹ cắt hả? Đời ba là ai cũng không bì ba. Phải không? Mẹ cắt có khi lâu lâu thì ba cái ấy mà cắt một lần. Ba mà cầm cái kim trên tay ba đung vậy đây. Trời, sợ. Cắt. Gì vậy trời? Cái móng tay con y chang móng tay ba chứ không phải giỡn đâu nha. Bàn tay bằng chân y chang. Cắt bằng cái bóng của Friday kia kìa. Cắt khó lắm, đồ ngon. Wow. I was just saying that before I came to America, I was the one who cut his nail the whole time. And then when I left, I was Vietnam, my mom is the one who cut his nail. Chú trời ơi. Đại sứ nha. Trời quá râu. Thì bây giờ có con, nhà con, có của, nhà cửa chứ sao? Chứ sao? Nào giờ ba cũng cực khổ rồi, ba cũng cực khổ bươn chải rồi, ba lo cho tụi con. Rồi bây giờ tới cái ngày già rồi của ba rồi, ba lớn tuổi rồi thì bây giờ tụi con phải làm đó là phải lo lại cho ba, chứ đó là cái bổn phận và trách nhiệm chứ. Ba nãy ra ba nuôi từ nay tuổi đầu rồi. Bởi vậy á, con làm vậy cho con trai nó nhìn theo ha. Ừ, nhìn theo sao? Nó hỏi vậy vậy. Nhìn vậy nó có thấy phải không? Ừ. Thấy cái mốt tự động nó thấy chuyện này là chuyện bình thường đó. Đúng rồi. Còn mà mình làm lớn lao quá là đâu có được. Ba là có cái đi ra đường á. Đi ra đường bao bám bươi chải bao cực, cái là về nhà là cái về nhà là bao sướng. Đi kiếm tiền phải cực. Cho đi kiếm tiền phải cực chứ. Như con nó ba thấy con á. Ngày hôm nay ngày hôm nay là ba thấy con là ba mới hiểu được cái cực khổ của con luôn. Thiệt, giống ba thấy ghê luôn. Chạy ngoài đường tảo trần luôn. Quá trời, một ba điên ba mà ba ngồi trên xe không, ba thấy ba mệt rồi đó. Con nào là hả? Điện thoại hả? Ừ, nào là điện thoại, nào là lo hàng quá, nào là cô trả lời tin nhắn cả ngày, cả trăm cuộc điện thoại. Ba cái điện thoại mà nó reo mà chừng mà mình con làm không kịp mà nó khổ. Mình qua đây mình mới thấy con. Qua đây mới thấy cái cực khổ của con. Rồi đó. Rồi ok con, cảm ơn con nhiều nha. Rồi đây là mọi người ơi. Đó ba Ngọc á, Ngọc bà qua đây Ngọc dẫn ba đi mua cho ba đôi giày. Coi là đôi giày ba mà ba để Ngọc có rồi mà ba mua để Việt Nam rồi, bây giờ ba qua bên đây giùm con. Đó, đây là cái giây phút mà Ngọc chờ đợi nhất là hả, tự động ba lựa cái đôi giày nào mà ba thích nhất chứ không phải là con lựa cho ba rồi ba cho mua cho ba cái gì ba mang cái đó nữa. Cái Ngọc lựa cho ba cái hiệu này á là tại vì nó mang rất là thoải mái. Tại ba Ngọc thích đôi này và mang đôi này theo tại vì nó thoải mái chứ không gì hết. Đó, nên là ba tự động ba kiếm đôi nào ba lựa đi. Đó, ba là ba lựa thử đôi này nè. Cái này cũng được, cái này cũng ok. Nhẹ lắm ba ha. Mà thấy nhẹ không? Cái hiệu này là hiệu mà dài mà mang để cho người ta nhẹ nhàng chân mà. Hiệu này Ngọc đang đứng hiệu Clarks các bạn. Đây nè, đó, cái chữ chữ đó đó. À, rồi đó, ba lại ghế ngồi cái người ta đem dài lại cho ba. À. Rồi, mang như thử coi. Rồi, vừa không? Vừa y không? Ba muốn số 7. Ôi trời, đẹp đẹp á. Vừa y ha, đẹp ha. Nhẹ nhàng lắm của nó mẹ. Ok, rồi bây giờ lấy đôi này ra lựa tính tiền. Thôi là giờ là cho ba thay là mang vô luôn đi. Bỏ đôi kia vậy vô hộp. Khỏe. Mấy cái quần này là ba mua bên Việt Nam hả? An Phước hả? Đẹp chứ bộ. À, mua mang vô liền luôn các bạn ha.
Trời ơi mấy đôi này nhẹ mang dễ chịu, bởi vì ba thấy ba ưng ở đó rồi, đeo đôi đó đó. Cái đôi đó hình như con mua của cô Hen hay gì đó nghe. Đúng rồi. Ờ, cô Hen gì đó. Chay, để mẹ cầm cho con. Đừng bỏ xuống đi con. Bỏ xuống đừng có cầm. Trời ơi mới cứng luôn hay không? Bởi vì Ngọc đó là vô mo là Ngọc phải dẫn ba tới đi chỗ này đầu tiên. Rồi đi vô đi lên lầu. Trời ơi nó đi mo dữ lắm quậy ơi. Ngoài đi luôn. Ôi trời ơi bám vậy đó hả? Chi đâu nguy hiểm không có. Này là nó an toàn mà. Ông ngoại nó nguy hiểm quá. Trời ơi có đôi giày đẹp ghê không? Ó trời quá đất luôn, ăn vô ly luôn. Đó vậy nó mới hợp phải không? Dễ yêu quá không? Rồi ok bây giờ đi ra đây. Lego store đâu đây con? Đây là đằng đây là ngoại. Đường này là ngoại. Ngoại đi mua đâu? Ngoại và ngoại đi mua là đầu tiên ở lần đầu mày đi cho mua đây nè. Hồi bữa là mo khác, sao mà xét là chỗ khác. Mo nó lớn nhất đây mà. Đây Ngọc vừa hả dẫn mẹ vô, mẹ là mua Victoria Secret nha các bạn, mua cái đó thì chắc chị em phụ nữ mình biết là cái gì. Bây giờ sẽ dẫn mẹ vô Bath & Body Works, cái mà mẹ thích nhất mà Ngọc gửi về mà mẹ chưa từng bao giờ đi vô cái chỗ này, là lotion với lại mấy cái đồ này chia cho mẹ vô thôi, chứ còn nhà mình có nhiều rồi. Quá trời trời rồi. Cho mẹ vô mẹ ham chơi. Hello. Cho mẹ vô mẹ ham chơi. Rồi cuối cùng cũng mua được một chai sữa tắm ở trong Bath & Body Works. Mẹ coi người ta làm mấy cái báo bằng cây đẹp ghê không? Hay ha. Đẹp dễ sợ không? Ồ cái này đẹp nè. Cái này giống châu Á. Oh, okay. Baby, you see my dad's new shoes? Oh, wow, you just get them now? Nãy giờ đi quên không để ý luôn. Đâu còn có mua được gì anh chảy ra coi coi. Ôi trời ơi nó mua được cái này đã ra. Bây giờ để đi cho ba mẹ vô cửa hàng Apple ở Mỹ. This way chị đi, đi đường này. Trời bây giờ nó mua đồ chơi nó đòi đi về. Yeah. Baby, my dad say your outfit today looks awesome. It is awesome. I'm different. Trời ơi, nó nói ba ơi, ba ẩm con đi. À, mệt quá. You're strolly rolly. À. Ba chưa có vô tiệm Apple phải không? Tiệm bán điện thoại iPhone nè, giờ ba vô chưa? Chưa. Mẹ vô chưa? Ủa mẹ vô rồi hả? Vô rồi ta, con quên rồi ta. À, ba có đi một lần rồi. Ba có đi một lần hả? Sao ba ơi, vậy là không nhớ rồi. Giờ vô lại. Mẹ ở trong đây bán đồ trong nhà đẹp ghê không mẹ? Đồ nhà cửa, ừ. Đồ mà đồ chén dĩa tô rồi này kia đó. À, đây vô Apple Store. À. Nè bác, đi thở nè. Đó, người ta dựng đây cho mình trải nghiệm. Thấy không? Right, what do you want to show me? Oh, it's just mua hai cái case điện thoại. Ông ngoại là cứ hả nhìn chay đi coi nó đi đâu. Nó đứng chỗ à, nó đi gành lắm. Nó gành ghẻ lắm, nó đứng nó khám phá. Giờ nó đòi đi về nhà để nó chơi điện thoại của nó có được đời không? Chồng mà anh mua thêm cái case mới nữa. Cái case này của anh cũ rồi. Ok. And toss the door for me too please. Thank you. Thank you. Rồi đi. Let's go, let's go. JD, let's go. Nè mẹ nè. Đó, mới cứng ngon lành rồi đó.
ba ở đằng sau cái điện thoại của ba là cái sim ở Việt Nam á. Okay. Ở đằng sau cái miếng ốp á. Mẹ với ba giờ có số điện thoại rồi nha, gọi cho con cái đi. Chúc cô mẹ cái kiến nữa. Kiến này đeo mắt ha. Đúng rồi, em bé gì trong phim Watermelon á. Đẹp không? Jenny, look at the popper. Wow. Đúng rồi. Rồi bây giờ là đi về nè cô chú nè. Trò chay sướng cho cô chú con ngoại cổng rồi, sướng chưa? Lạnh lạnh nhưng mà có nắng cũng ấm mày hả?